Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Đang mãi miết đánh, quên để ý người đẹp ở đâu. Đến khi quay lại thì em ấy mất tiêu. Đi ngược lại tìm thì chứng kiến cảnh giờ khóc giờ cười. Có ai biết cách giúp em ấy lên không nè? Chứ như vậy sao đi tiếp được đây?